Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến video tiếp theo của kênh Thảo Dược Đàm Sa nhé. Ở Sa này nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh các chú đang bị tình trạng như là của Huy Châu Bà đã bị dao rồi, và rất nhiều tình trạng nữa là tình trạng khối cơ cứng hay là tình trạng rối loạn cương dương. Và hôm nay Sa sẽ chia sẻ một phương pháp chữa dứt điểm tình trạng đó rất là hay nhá. Cái này thì được các ông cha ngày xưa thì mọi người cũng biết đấy, ông cha ngày xưa rất là nhiều vợ, gồm 5 thê 7 kiếp rồi mà vẫn quan hệ vẫn được lâu. Như anh em cũng biết thì các vua chúa ngày xưa thì cái của ngon vật lạ hay là những đồ tốt thì đều dâng hiến cho vua. Thời nay thì do là chúng ta ăn uống không hợp lý, không khoa học, và chúng ta do đặc thù của công việc hay là tình trạng như là sử dụng nhiều các chất kích thích như là rượu bia, nó gây cho chúng ta một sức khỏe không tốt, nên là tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm ngày càng nhiều. Và ngày hôm nay Sa sẽ chia sẻ một phương pháp của các cụ ngày xưa làm giúp khỏe thận này, giúp kéo dài thời gian quan hệ này, rất là hay mọi người nhá. Sau đây mọi người sẽ đi tìm phương pháp hôm nay xem muốn chia sẻ nhá. Trước mặt các bác đây chính là củ thục địa nhá. Củ thục địa này được di thực từ Trung Quốc về. Ngày xưa chúng ta phải nhập từ Trung Quốc, nhưng giờ Việt Nam chúng ta đã di thực được rất là nhiều. Và củ này cũng rất tốt cho những ai đang bị yếu sinh lý xuất tinh sớm. Củ này mọi người chỉ cần mang về chúng ta sẽ rửa sạch đi. Sau đó mọi người sẽ mang đi đồ và chúng ta sẽ có nắng chúng ta sẽ phơi. Phơi buổi trưa rồi mọi người sẽ buổi tối chúng ta sẽ mang đi đồ. Chúng ta làm đi làm lại thế 9 lần cho xa nhá. Đây là sau khi đã đồ được 9 lần. Và đây chuẩn bị phơi lần thứ 9 thì bắt đầu mang đi cất nhé. Nó có màu đen này. Và sờ vào nó không dính tay nha mọi người nha. Củ này có mùi thơm, cực kỳ là thơm. Ngâm rượu hay là đun nước uống hay là nấu cao đều được. Sao sẽ quay gần cho mọi người xem nha. Đây nha các bác nha, quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây chính là củ thục của chúng ta. Thục ngày xưa các ông cha ta dùng ấy. Còn bây giờ mọi người toàn trồng loại thục lai thôi. Thục này nó sẽ tốt hơn và thơm hơn. Chưa cần chế với cái gì mà nó đã thơm. Bình thường thì Sa sẽ chế với gừng, sa nhân. Mà đây là Sa củ này chế không thôi. Cũng rất là thơm, rất là bổ. Đấy, thục ngày xưa nha mọi người nha. Đấy, hiện tại thì trời cũng bắt đầu đang hửng nắng. Sa sẽ phơi khô và chúng ta sẽ mang đi nấu cao. Củ này có thể kết hợp các vị thuốc khác. Đấy. Như là quả châu cổ này. Ngày xưa gọi là vương bất lưu hành, ngày xưa vua chúa không cho lưu hành nhá. Nhưng bây giờ thì được sử dụng đại trà hết rồi. Và kết hợp với lấm nhục thung dung, lá dâm dương hoắc, củ ba kích tím, rừng đấy, những vị thuốc cực kỳ tốt cho anh em nào đang bị tình trạng trên bảo dưới không nghe. Và thêm một các vị thuốc bổ máu như là đan sâm, rễ cây vũ bùa và cho sang một chút cây sa sàng tử nhá, sẽ làm ấm thận. Ấm thận dương của mình nha. Sự kết hợp của bài thuốc là bổ thận âm này và kích thận dương, cũng giúp cho chúng ta ở âm dương được điều hòa, và giúp bổ thận sinh tinh này. Tinh nhiều thì khí mới mạnh mọi người nha. Tinh sinh khí nha. Trong con người của chúng ta có khí nha. Xương cũng có khí mà các bạn khác cũng phải liên quan đến khí nha mọi người nha. Có khí hoạt động mạnh thì nó sẽ sức khỏe sẽ dồi dào. Khí huyết có khỏe mạnh thì nó mới có thể kéo dài được cục yêu nha. Và các bác sẽ đem nấu thành cam nha, nấu cam nó sẽ rất là hiệu quả. Đấy, nấu cam như nhà Sa này, ta sẽ đóng vào 1 tháng là 2 lọ, một lọ đây là lọ bổ thận dương và một lọ bổ thận âm nữa. Đấy, ta sẽ phải nấu 2 bài riêng biệt nha, một lọ uống buổi sáng và một lọ uống buổi tối. Rất nhiều anh em cần thì có hỏi Sa bảo cái này có dễ dùng không, cái này chỉ cần múc ra thìa chúng ta sẽ quậy lấy nước nóng là chúng ta uống thôi, nó rất là dễ tan thôi. Anh em nào không có đủ nguyên liệu hay không có thời gian đun nấu có thể liên hệ với Sa, Sa sẽ gửi cho mọi người nha, Sa ship các tỉnh thành trên toàn quốc nha. Vâng, vừa rồi Sa có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương từ củ thục địa. Mọi người xem video hay hãy nhớ chia sẻ thật rộng rãi cho bạn bè và người thân của mọi người, những ai mà đang bị yếu sinh lý xuất tinh sớm áp dụng ngay nha. Và sau đây Sa xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng Sa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào.